Tina kính chào quý vị và các bạn. Bánh ướt là một món ăn sáng khoái khẩu của nhiều người. Để làm bánh ướt ngon thì công thức pha bột phải thật là chính xác. Để bánh được mịn, mỏng, trắng, dẻo giòn, khi ăn vào có cảm giác mát miệng, bánh không bị rách, bị bở. Những cái bánh ướt được xếp chồng lên nhau, sau khi mình muốn lấy ra để cắt thì phải tróc, không có bị dính chùm. Bánh ướt đạt yêu cầu là không có bị hôi mùi bột. Bánh phải ráo, để lâu không bị cứng. Đây là những chiếc bánh ướt mình mới vừa làm xong rất là thành công đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đem chia sẻ với quý vị và các bạn ha. Để làm bánh ướt thì mình cần có những nguyên liệu sau đây. 1 khúc bột gạo, loại bột gạo khô của Thái. 1 khúc thì tương đương với lại 250ml, mình không có sử dụng cân. Bởi vì ở Mỹ, nhiều người không có thời gian sử dụng khúc cho nó tiện, nó nhanh. Nửa khúc tinh bột khoai tây. Các bạn nhớ là tinh bột khoai tây chứ không phải là cái bột ủ khoai tây mà nghiền ra đâu nha các bạn. Tinh bột á. 1/4 khúc bột năng, hiệu nào cũng được. Cho bột năng vào để bánh dai, nhưng mà cho ít thôi, đừng có cho nhiều, nó không có ngon nha các bạn. Rồi mình cần thêm 1/4 muỗng cà phê muối để bánh có vị đậm đà. Ngoài ra mình cần hai loại nước, đó là nước ấm và nước sôi. Đây là 1,5 cốc nước ấm. Không phải lạnh, không phải nóng. Ấm ấm để bột mau nở. 1/3 cốc nước thật là sôi. Cái phần này rất quan trọng, nếu nước không sôi thì bánh nó dễ bị nứt lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành trộn bột. Cho vào đây bột gạo. Bột gạo khô đó các bạn, loại của Thái Lan đó. Nếu như bạn nào sử dụng bột Vĩnh Thuận thì phải giảm cái lượng nước lại. Còn đây là bột khoai tây. Cho bột khoai tây vào bánh nó ráo lắm. Còn đây là tinh bột năng. Hồi nãy là tinh bột khoai tây, bây giờ là tinh bột năng. Thì chỉ có 3 loại bột: bột gạo, bột khoai tây và bột năng mà thôi. Rất là đơn giản. Cuối cùng mình sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối để bánh có vị đậm đà. Cho cũng được, mà không cho cũng được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái phần nước ấm vào bột trước ha. Nước phải ấm nha các bạn, để bột nó mau nở. Bởi vì bột này là bột khô, cho nên sử dụng nước ấm và nước sôi. Khuấy lên ha, cho muối nó tan, rồi bột nó mịn ra, nó không có bị lợn cợn. Nếu thích thì các bạn có thể dùng cái rây, cái lược đó, rây cái lợn cợn lại. Nhưng mà mình khuấy thật là nhiều rồi cho nó tan hết, khỏi cần rây. Nếu mà dùng rây thì mất công đi rửa cái rây, nó cực lắm. Cứ khuấy vậy nè, khuấy vậy cho lần nào nó tan mà làm thôi. Khuấy càng nhiều càng tốt, để bột nó nở, nó mịn ra, làm bánh đẹp. Trong khi đó mình sẽ đi nấu nước sôi. Cho nước vào lò vi sóng bấm 3 phút là được. Bây giờ nước đã sôi, mình cho vào bột. Nếu không có lò vi sóng thì các bạn có thể nấu nước sôi ùn lên cũng được nha các bạn. Nhưng mà nhớ nước phải sôi, để bánh không có bị nứt. Nếu mà mình sử dụng nước lạnh hết thì bánh rất là dễ bị nứt. Mình làm nhiều lần đó, cho nên mình có kinh nghiệm. Mình đem mình chia sẻ hết với quý vị và các bạn, không có giấu nghề luôn. Bây giờ bột mình đã khuấy xong rồi. Mình sẽ đậy nắp lại, ủ bột trong vòng 20 phút cho bột thật là nở mịn. Trong khi đó thì mình nấu một cái nồi nước sôi ùn ùn lên luôn. Nước ở trong nồi phải thật là nhiều nha các bạn, nhiệt phải thật là cao luôn thì bánh hấp nó mới ngon được. Bây giờ mình cho khuôn vào để mình hấp cái khuôn này cho nó thật là nóng. Khuôn nóng á thì bánh nó dễ tróc, mà mình dễ đổ bột vô nữa. Để nhiệt thật là cao
Thí dụ ở nhà bạn mà cái bếp có chín số thì các bạn dặn hết ga luôn, dặn chín số luôn. Nhiệt càng cao thì bánh càng ngon, càng bóng càng mịn, dai, da mà cái kiểu da giòn, chứ không phải là da nhách nha các bạn. Bánh ướt mà da nhách là nó không ngon. Bởi vì vậy mình cho thêm bột khoai tây đó, cho nó ráo bánh, nó không có bị da nhách. Cái phần bột năng thì mình cho ít vào. Sở dĩ mình làm bột khô của Thái là có nhiều bạn yêu cầu lắm đó các bạn. Bột khô của Thái thì dễ tìm. Bây giờ cái khuôn nó đã rất là nóng rồi đó. Các bạn nhớ là khuôn phải nóng mới rót bột vào nha. Bột nó không có chạy qua chạy lại, mà bánh nó dễ tróc nữa. Giống như mình đổ bánh bèo á, mình cũng phải hấp cái khuôn cho nóng mình mới cho bột vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ quậy cho nó tan ra. Rồi mình múc khoảng 1 phần 3 khớp bột đổ vào cái khuôn, lắc qua lắc lại, bột nó đều là xong. Rất là dễ. Đậy nắp lại chờ bánh chín. Các bạn có thể để cái khuôn trực tiếp lên mặt nước như những lần trước mình đã làm cũng được nha các bạn. Cách nào cũng được hết. Để ở trên cái sửng cũng được, mà để thẳng ở trên mặt nước cũng được. Mà nhớ là đừng có để nước nó trào vô cái khuôn, nó làm nhão bánh nha các bạn. Các bạn nhìn thấy nè, ở trong cái nồi hơi nước nghi ngút luôn đó các bạn. Đó, bánh chín vậy nè, nó nổi phù lên vậy là nó chín đó các bạn, làm rất là nhanh. Nhanh lắm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Đó, bánh đạt yêu cầu lắm nè. Đó, nó phù lên vậy là nó mới chín, còn chưa phù là chưa có chín nha các bạn. Đó, bây giờ còn nóng nè. Mình chuẩn bị sẵn một cái thau nước lạnh. Thả cái khuôn bánh ướt vào. Làm vậy hiện chút nữa mình lấy ra bánh rất là ráo. Mà khi mình chồng lên nhau á, rất là dễ lấy ra. Bởi vì nó không có nhựa đó các bạn. Mình đã rửa cái phần nhựa bên trên rồi. Bánh không có bị khô cứng nếu mà mình để lâu. Cái này á, mình làm nhiều lần, mình kinh nghiệm, mình sáng chế ra. Để cho nguội mới gỡ. Sau khi nguội mình gỡ ra nè. Đó, mình gỡ ra mình để trên tấm thớt có thoa dầu nè. Bánh rất là mịn luôn, mỏng lắm. Đó, các bạn nhìn thấy là không có bị rách. Kéo ra mà không có bị rách đó các bạn, không có bị bở luôn đó. Sở dĩ bánh đạt yêu cầu là cái lúc mình hấp á, mình hấp ở nhiệt độ cao nha các bạn. Hơi nước phải thật là nhiều. Đó, chiếc bánh á, rất là đẹp. Rồi mình tiếp tục, mình đi làm những chiếc bánh khác. Sau đó mình để nguội rồi mình chồng lên cái chiếc bánh này. Các bạn khỏi lo đi, nó không có dính đâu. Bởi vì mình có bí quyết để chia sẻ. Bánh phải thật là nguội thì mình mới lấy ra. Sau đó mình trét dầu. Cái dầu này mình phi hành tỏi đó các bạn cho nó thơm. Phi chút xíu thôi, chứ đừng có phi nhiều. Để cho nó bóng bóng vậy nè. Rồi, cái thứ hai mình gỡ ra. Mình cũng chờ cho nó thật nguội mình mới gỡ ra nha các bạn. Chứ nếu mà còn nóng mà các bạn chồng lên nó chút nữa lấy ra không có được đâu. Nó thành một cái bánh đúc luôn đó. Đó, rất là mỏng nè. Trắng tinh luôn đó các bạn. Bây giờ cái này mình chồng lên cái kia. Các bạn có khoảng 4 cái khuôn bánh thì làm bánh ướt này rất là nhanh luôn. Nhanh hơn là tráng bằng khuôn giải đó các bạn. Đó, cứ một cái thì mình quét dầu lên. Cái nọ mình cũng quét dầu lên luôn. Cho nó thơm mà nó bóng, không bị dính ha. Mà chờ nguội mới chồng lên nhau nha các bạn. Đó, mình chồng lên được nhiêu đây rồi nè. Chồng bao nhiêu cũng được hết đó. Mình cái công thức này á, mình làm mình không có cân được bao nhiêu bánh thì các bạn làm các bạn cân giùm mình nha. Đó, tiếp tục chồng lên nữa. Bánh không có bị rách cái nào luôn đó các bạn. Tay mình đã rửa thật là sạch, mình mới bóc bánh nha các bạn, mình rửa với xà bông đó.
Chứ nếu mà mình dùng bao tay nó khó làm lắm. Rồi quét dầu lên nữa. Dầu này rất là thơm. Có phi chút xíu tỏi, chút xíu hành. Chút xíu thôi. Cái gốc hành hoặc là tỏi các bạn đâm dập dập ra rồi phi. Rồi sau đó mình lược, mình bỏ cái xác đi. Chỉ lấy cái phần dầu mà thôi. Đó, mình lấy ra cho các bạn xem nè. Nó mỏng như là lụa luôn đó các bạn. Mà nhìn thấy mỏng vậy á, chứ mà gỡ ra được nha, chứ không phải là dính nhau nha. Đó, mình gỡ ra được nè. Bóng nè, trắng nè, thấy không? Đạt yêu cầu lắm. Bánh ướt này á, ăn với chả lụa nè, hoặc là thịt nướng nè, ngon lắm các bạn. Mình để lên cái cây cho các bạn thấy cái độ mỏng nó như thế nào. Nhìn thấy cái cây luôn đó các bạn. Cái cây mà cán bột á, nhìn thấy phía sau luôn đó, rất là mỏng. Rồi, mình đã hoàn thành xong cách làm bánh ướt. Tina cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.